Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì Gốm Nhật Tokyo lại tiếp tục chia sẻ sưu tầm gốm sứ Nhật Bản với cả nhà mình. Và sản phẩm đầu tiên sẽ là một bộ trà có thêm 5 bát cơm nữa nhé cả nhà, và có 5 dĩa bánh nữa. Thì giới thiệu với cả nhà sơ qua luôn về trước tiên là chén cơm nha. Chén này là chén size to này cả nhà. Đường kính của chén thì lên tới đó chính là tới tận là 13 nha cả nhà, 13. Chiều cao thì rơi vào tầm 6 nha cả nhà. Chuyện ký bên dưới này cũng chia sẻ luôn với cả nhà là 5 chén này thì có một chén bị tóc nhẹ nha, nhưng mà em vẫn để vào cho cả nhà. Chuyện ký đây rất là đẹp luôn, hoa văn họa tiết cũng xinh nha. Rồi chúng ta sẽ đi sơ về phần chén thôi, sẽ tập trung vào phần bộ trà nữa cả nhà ơi. Sẽ có một ấm, ấm thì sẽ có lược lưới ở bên trong, chuyện ký ở dưới phần nắp nha cả nhà. Rồi đây một chiếc ấm rất là xinh đúng không. Tạm thời để chiếc ấm qua bên này, chúng ta đến với 5 dĩa lót như thế này nha cả nhà. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 dĩa lót, chiên ký Adita bên dưới luôn nha. Và anh chị cũng có thể dùng đế này để bánh, hoặc là anh chị có thể dùng để lót ly như thế này nha. Lót ly rất là xinh đấy, cái ly thì cũng đẹp nữa. Ly này uống trà nha, uống trà uống nước đều ok hết, khách hứa tới nhà rất là trang trọng. Thì một combo sản phẩm gồm có 5 sản phẩm như thế này, gồm có thứ nhất là một ấm này, 5 dĩa bánh này, 5 ly này và 5 chén, có một chén bị tóc nhẹ. Thì sẽ giao lưu nhanh cho cả nhà mình mã F01 nha, 3200K dùm em nha. F01 nha, chắc là em xin phép được đưa một bộ sản phẩm đẹp này xuống và tiếp tục giới thiệu cho anh chị các mã sản phẩm khác nha. Anh chị nào có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ với Toki để biết thêm thông tin chi tiết. Rồi chúng ta sẽ đưa ngay bộ sản phẩm này xuống và đến ngay với mã F02. F02 thì giới thiệu ngay với anh chị mình một cái bộ trà luôn, một cái bộ trà còn nguyên hộp như thế này, để em đưa cả hộp lên cho cả nhà nha. Đây một cái bộ nó gồm như là nên thế này nha cả nhà, một ấm và 5 chung. Thì bây giờ cũng là khui ra nhanh cho cả nhà mình luôn nha. Đây là chiếc ấm tay cầm ngang, hoa văn họa tiết là cái nền rừng màu xanh nha, rất là đẹp. Và đặc biệt cái sứ ở đây rất là mỏng và lại còn đẹp nữa. Đây cả nhà, sứ rất là đẹp và thanh. Rồi em đã vừa bày ra đủ chọn bộ 5 món nhá. Đây này, cả nhà thấy cái sứ không, rất là mỏng luôn á. Và hoa văn họa tiết thì nền xanh này, cái phần nền này là nền gọi như là không phải là màu đen nhá cả nhà, mà là màu xanh đen với chuyện ký vàng bên dưới nhá. Đây cả nhà, rất là đanh nha. Đấy là về phần chén, còn về chiếc ấm thì thôi, hoa văn họa tiết là thổ cẩm này, trên nền rừng nha, rất là xinh. Ở dưới đây cũng có hoa nữa này, bên dưới là chuyện ký vàng nha, chuyện ký vàng. Bên trong lược là lược tổ ong đầy đủ nha cả nhà. Đấy một chiếc ấm, anh chị thấy không, nhìn từ trên xuống hay nhìn xung quanh đều rất là xinh trong một cái dáng ấm nha, tay cầm ngang này, đẹp lắm cả nhà. Đây nguyên một bộ như thế này, một ấm 5 chung, lược đầy đủ luôn. Giao lưu với cả nhà mã F2 nha, F2 2600K dùm em nha. F2 F02. Chắc là em xin phép được đưa mã sản phẩm này xuống để đến với mã tiếp theo, đó chính là mã 03 đúng không cả nhà. F03. F03 thì giới thiệu ngay với cả nhà một bộ trà luôn. Đây chính là một bộ trà Nerikomi thuộc dòng gốm đất trộn. Đây là một bộ trà thủ công do nghệ nhân làm nha. Giờ đây mọi người cùng với em đi vào tổng quan của bộ này luôn. Cũng là một ấm 5 ly với hoa văn họa tiết, đó chính là những cái nền đất được pha trộn giữa màu xanh, màu nâu và màu đỏ nha, hòa quyện lại với nhau. Bên dưới thì chuyện ký đầy đủ luôn. Đây cả nhà, một bộ ấm lành tích hoàn hảo, vô cùng đẹp nha. Cái sứ rất là đanh, sứ cực kỳ đanh luôn nha. Đây là về phần chung. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đi đến ngay với phần ấm nha. Phần ấm đây cả chị cả nhà có thể nhìn vào cái phần lược này, rất là hoàn thiện luôn nha, rất là hoàn thiện. Đây rồi, đây là phía bên dưới này, hoa văn đất được trộn rất là đều đẹp, hòa quyện với nhau. Bên dưới thì chuyện ký đầy đủ luôn nhé cả nhà. Đặc biệt này, anh chị có thể coi em xoay cái nắp ấm này, rồi cái tiếng nó đanh mà nó đã nhé cả nhà. Đấy, em gạt cái nước thôi mà cũng thấy rất là đanh nha. Một chiếc ấm rất là xinh, đất được hòa quyện rất là đều. Thì nói chung nguyên bộ đất trộn Nerikomi nghệ nhân này thì cũng sẽ giao lưu cho cả nhà với mã 03 nha cả nhà. Mã F03 giao lưu 2800 cả nhà ơi, F03 nha. Rồi, tiếp tục đến với anh chị mình một sản phẩm tiếp theo nữa nha, đó chính là F04 ngay sau đây thôi nha. F04 là một bộ sake. Đây, giới thiệu cho cả nhà một cái bộ sake này nha. Bộ sake này là
cũng còn nguyên hộp gỗ như thế này nha, mà em cũng sẽ show ra cho cả nhà luôn nha. Gồm có 2 bình và 5 chung thuộc dòng gốm sứ Kutani vẽ vàng toàn bộ nha. Có 5 cái chung này cũng vẽ tay và vẽ vàng này, rất là đẹp luôn cả nhà. Những cái bộ mà hàng nghệ nhân làm như thế này thì anh chị sẽ thấy rất là hiếm, đặc biệt là có thêm các nét vẽ vàng nữa nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay bộ này luôn nha. Đây, đây là 2 chiếc bình hoa văn họa tiết, là giống kiểu như là những cái người đang khiêng đồ qua bên một chiếc cầu, bên dưới có sông nước, rồi có thêm phong cảnh nữa nha cả nhà. Đây, ở phía trên bình cũng có thêm truyện ký, và bên dưới thì sẽ có truyện ký Kutani đỏ nha, viền vàng này. Đây là phần bình thôi, anh chị có thể uống rượu hoặc đựng rượu trong những chiếc bình rất là đẹp như thế này. Còn về phần chung thì chúng ta cũng có hoa văn họa tiết là vẽ tay khung cảnh người đi qua cầu này, truyện ký bên dưới Kutani nha, nó rất là xinh luôn. Rồi thêm cái viền vàng óng ánh nữa cả nhà. Một bộ gốm sứ sake Kutani này xin được phép giao lưu cùng với cả nhà thân yêu qua mã, đó chính là mã F04 nhé cả nhà. F04 2500 dùm em nha. F04 rồi, chắc là em xin phép đưa ngay bộ sản phẩm này xuống và tiếp tục gửi tới cho anh chị mình các sản phẩm khác nha. F05 giới thiệu với cả nhà mình một cặp ly phu thê bách hoa, 100.000 hoa đang đua sắc, 100.000 yêu thương. Cặp ly rất là xinh. Với chiều cao của ly lớn thì sẽ rơi vào đó chính là 9 xăng nhé, còn ly nhỏ thì rơi vào 8 xăng nhé cả nhà. Đây anh chị có thể xem cái hoa này thì được những người nghệ nhân vẽ những cái bông hoa rất là đẹp nha, đang nở rộ này. Đây anh chị có thể đây, để em lấy nét vào cho anh chị có thể cảm nhận được nha. Đây, một cặp ly phu thê ở bên trong á, ở bên ngoài này cả nhà, xung quanh này, phía bên trong này viền vàng này, bên dưới truyện ký đầy đủ luôn nha. Đấy, truyện ký Kutani đỏ, ly này rất là đẹp. Một cặp này anh chị uống trà uống cà phê nha, trưng bày trang trí đều được hết cả nhà, với truyện ký Kutani đỏ bên dưới nhá. Và cặp Kutani phu thê này thì sẽ giao lưu cho cả nhà với mã, đó chính là mã F05 nha, 3200 dùm em nha. Một cặp ly phu thê mà rất là hiếm, mà lâu lắm rồi em mới có thể có cơ hội sưu tầm được cái cặp ly phu thê bách hoa như thế này nha. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với mã F06 bây giờ thôi. F06 giới thiệu với cả nhà một combo sản phẩm gồm có một dĩa trưng bày và 2 chiếc tô nhỏ nha. Một combo rất là đẹp luôn. Hàng Imarigold vẽ tay. Đây, trước tiên nói về phần dĩa trước. Đây là chiếc dĩa với phong cảnh sơn thủy bên trong, rừng trúc và rừng hoa, viền vàng nha. Ở phía mặt đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có truyện ký và lỗ treo dĩa nhé cả nhà. Cũng có một chút hoa văn men lam ở đằng sau nữa cả nhà. Và đây là mặt trước này, anh chị có thể thấy cái sứ rất là bóng và rất là đẹp luôn. Rồi, sẽ đến tiếp theo, đó chính là một cặp tô. Cặp tô này thì cũng vẽ phong cảnh ở phía bên trong, ở phần viền và lòng thì cũng sẽ vẽ là hoa và trúc nhé cả nhà. Đây là phía mặt đằng sau có vẽ men lam và truyện ký đầy đủ cho cả nhà mình. Đây là cặp tô nha. Em cũng xin phép được đưa nhanh cái kích thước của combo sản phẩm này. Với đường kính dĩa sẽ là 21,5, còn đường kính tô sẽ là 15 nha cả nhà. 21 và 15 cho dĩa và tô. Ở combo sản phẩm này thì sẽ có 3 sản phẩm và em Toki xin được phép giao lưu là F06 nhá. Cho em 2000 nhá cả nhà, 2000k. F06. Rồi chúng ta sẽ đến với ngay F07 ngay đây thôi. Chắc là để cái này nó luôn đi. F07 nhá cả nhà. F07 là một chiếc tô xưa, Imari xưa, ngũ sắc xưa nha cả nhà. Imari ngũ sắc xưa, một chiếc dĩa cũng một chiếc tô cũng vẽ phong cảnh và vẽ vàng với những hoa văn họa tiết rất là cổ điển luôn. Đây cả nhà có thể nhìn thấy vào phía mặt đằng sau của những chiếc tô này được nhuộm cái màu men cực kỳ đẹp. Đây anh chị có thể thấy cái màu men rất là đặc biệt nha. Bên dưới thì truyện ký đầy đủ. Chiếc tô này rất là thanh cả nhà. Sứ rất là đanh luôn cả nhà ơi. Tô Imari xưa này thì đường kính sẽ là 17,5 nhé cả nhà. Còn chiều cao thì rơi vào tầm khoảng 7 cm. Thì chiếc tô Imari xưa này cũng sẽ giao lưu cho cả nhà với cái mã đó chính là F07 nhá. F07 1800. F07 1800. Chúng ta sẽ đến ngay với lại F08 luôn nha. F08 thì giới thiệu cho cả nhà mình một chiếc tô nha. Chiếc tô này thì giống như là một đóa hoa đang nở rộ về cả nhà. Một chiếc tô Imari nha. Đó, anh chị để trưng bày, để đồ ở trên bàn hay là để trong tủ thì đều rất là đẹp. Với đường kính là 21 cm.
Còn chiều cao thì sẽ vào tầm khoảng 7cm nhé cả nhà. Một đóa hoa đang nở rộ ở phía bên trong và phía bên ngoài của cánh hoa thì cũng đang được trang trí rất là nhiều màu sắc nha cả nhà. Bên dưới thì có chuyện ký chìm này cả nhà. Một chiếc tô viền vàng óng ánh rất là đẹp, rất là lộng lẫy đúng không cả nhà. Mã là F08 nhá. Sản phẩm này là F08 này, 2200 dùm em nha, F08. Và chúng ta đi đến mới mã F09. Một chiếc tô thiên hoàng chuyện 8 chữ rất đặc biệt mà hôm nay Gốm Nhà Tố Kỳ lại có cơ hội sưu tầm lại và để giới thiệu cho cả nhà. Một chiếc tô cái phần miệng thì cũng như là những đóa hoa ở bên trong thì được chế tác theo phong cách của hoàng đế nhá, em gọi là tô thiên hoàng. Đây cả nhà, phía bên ngoài thì đều được vẽ những cái hoa văn rất là đẹp, trang trí những cái hoa văn mà nổi bật nhá. Phía bên dưới thì chính xác đó chính là chuyện 8 chữ nhá, chuyện 8 chữ thời kỳ Showa. Rồi, anh chị có thể chiêm ngưỡng dùng với Gốm Nhật Tô Kỳ cái tô này luôn nha. Đường kính của chiếc tô này thì sẽ lên tới đó chính là 21, chiều cao thì là 9 nhé cả nhà. 21 và 9cm, chiếc tô thiên hoàng chuyện 8 chữ thì giao lưu với cả nhà là F09 nhé, 2500 dùm em nha. F09 và chúng ta sẽ đến với mã cuối cùng đó chính là mã F10 với một chiếc dĩa xưa răng cưa. Đây, một chiếc dĩa xưa răng cưa. Với cái kỹ thuật ngày xưa, anh chị có thể nhìn thấy người nghệ nhân người ta làm một chiếc dĩa viền sô-cô-la răng cưa với một cái cặp chim phượng hoàng đang uốn lượn và vờn đùa nhau ở trong phía bên lòng dĩa nhé cả nhà. Chiếc dĩa này thì sẽ có đường kính lên tới đó chính là đường kính của chiếc dĩa này thì sẽ rơi vào 31cm nhé cả nhà. Và còn đằng sau cũng sẽ được vẽ những cái men lam có chấm chôn, ngoài ra thì có những cái dấu tích xưa và chuyện ký vuông nha cả nhà. Đây là chiếc dĩa cũng rất đặc biệt mà em Toki sưu tầm được, một chiếc dĩa men lam nha, đôi phượng vờn nhau, một đôi chim phượng nha cả nhà. Và chiếc dĩa xưa răng cưa này thì viền sô cô la xin được phép giao lưu mã cuối cùng, mã F10 1200K dùm em nha, 1200K. Và sản phẩm chiếc dĩa xưa răng cưa này cũng xin được phép kết thúc buổi giao lưu hôm nay của Toki. Anh chị có thể giao lưu qua số Zalo 0901112334 nhé cả nhà. Rất là vui khi được cùng anh chị thảo luận, cùng anh chị sưu tầm và giao lưu các mặt hàng gốm sứ Nhật Bản. Một lần nữa thì cho Gốm Nhật Toki xin được kết lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.